Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là cảnh tôi đi học từ cái chỗ làm việc về, từ chỗ văn phòng ở trong viện nghiên cứu về. Thì đây là cái tòa nhà của viện, cái tòa nhà viện mà tôi đang học nghiên cứu sinh đây. Hôm nào tôi sẽ cho các bạn xem vào bên trong. Đây là cái biển và cái tên viện của tôi bằng tiếng Đức là tên tên này, tức là Viện Lâm sinh và Bảo vệ rừng. Và bây giờ thì tôi sẽ đi về, tôi sẽ phải đi qua đường như thế này. Và đây nó có một cái suối, đây, các bạn thấy có một cái suối nhỏ nhỏ. Và đây là một cái đường nhỏ nhỏ mà tôi hay đi bộ, có hai lối, một lối họ đi qua cái cầu này nhưng mà tôi ngại rồi chả đi, rồi đi thẳng cái đường mòn này, này. Và đây thì các bạn thấy nó có một cái suối chảy đẹp. Mùa hè thì nó có hoa, nó có cây ở bên mọc ở suối, nhưng mà mùa đông thì tuyết nó phủ cây này chết hết. Giáo sư của tôi có giải thích là cái loài cây này là loài cây gọi là nó xâm lấn ở đây. Nó trước kia nó được là cây đỏ đỏ được trồng trong vườn, nhưng sau đó thì nó bị lan ra ngoài, nó tựa như kiểu ốc bươu vàng nhà mình, cái nạn ốc bươu vàng nhà mình. Thì tí bây giờ tôi sẽ phải đi ra bến tàu, thì cứ đi bộ thế này thôi. Hết cái đoạn đường đất này thì tôi sẽ đi bộ ra một cái đường chính. Bây giờ thì tôi sẽ phải đi bộ ra cái bến tàu. Hàng ngày mà đi học hoặc là đi về thì tôi phải bắt tàu, đi mất khoảng 20 phút. Nếu mà đi tàu chậm mà tàu nhanh thì mất khoảng độ 10 phút. Đấy, thì cứ đi bộ thế này một đoạn, mất khoảng độ 10 phút. Trên đường về thì trên đường mà tôi đi bộ về thì nó có một cái cửa hàng, nó có tên là chữ Netto. Tí các bạn sẽ nhìn thấy cái biển nó rõ rõ hơn. Thì cái tên Netto nó cũng giống như kiểu là Big C hoặc là Nan Chi Mart ở nhà mình ấy, ở Xuân Mai ấy. Thì nó trong cái chuỗi cửa hàng đấy họ bán đấy. Các bạn nhìn thấy cái biển của chữ Netto. Thì trong cái cửa hàng này họ bán các cái hoa quả, đồ thực phẩm, hoa quả rồi là thức ăn rồi vân vân. Và cái chuỗi cửa hàng này thì nó rất là rẻ, giá nó rẻ nên là thường là bọn tôi hay mua ở đây. Hôm nào tôi sẽ dẫn các bạn vào trong xem như thế nào. Nó cũng giống như kiểu dạng Nan Chi Mart ở Xuân Mai mình vậy đấy. Tôi phải đi nhanh không là sợ chậm tàu. Giờ tôi đã đi bộ đến cái bến gọi là bến các cái phương tiện công cộng. Thì đây là bến xe buýt. Chỗ này là xe buýt họ đỗ, có các cái cổng khác nhau như thế này. Nhà tôi thì phải đi ra cái chỗ bến tàu cơ, ở gần đây một tí. Ở cái bến xe buýt thì nó cũng có cái đồng hồ, chúng ta xem mấy giờ, thì nó cũng có xa xa kia nó có cái biển, các bạn có nhìn thấy nó có biển thông báo thông tin, chúng ta viết cái biển đỏ đỏ là mấy giờ thế, rồi mấy giờ thì chuyến tàu nào đến. Nếu các bạn nhìn thấy cái tàu đỏ đỏ xa xa nó đang đỗ đấy thì là cái tàu mà tôi sẽ bắt đấy. Tôi sẽ phải cố gắng đi nhanh một chút bởi vì là họ hay đúng giờ đó. Giờ thì tôi đã lên đến cái bến tàu. Họ có báo giờ tàu của ta là 18:03 mà tôi phải lên không thì họ sẽ chạy mất. Thì mình bấm vào cái nút này thì nó sẽ mở ra. Và cái tàu này thì nó là cái loại tàu mà nó lại có hai tầng, nó thiết kế hai tầng cho ông ta. Tôi sẽ tìm thử cái khoang nào mà ít người thì mình nói họ sẽ không ảnh hưởng đến họ. Đây là phải đi từ cái khoang tàu này sang cái khoang tàu khác, phải mở cái cửa đấy. Ở đây các bạn thấy ở bên dưới này nó
có một cái tầng 1. Sau đó thì nó lại có cái tầng 2, mình phải đi lên trên cái tầng 2. Và đây là cái khoang hạng nhất, có chữ số 1 này là first class, tức là cái khoang hạng nhất ấy. Cái khoang này mình không được ngồi, bởi vì mình là chỉ có vé sinh viên thì không được ngồi cái khoang này. Nhưng mà có thử ngồi thử xem khác gì. Các bạn thấy cái ghế nó chỉ khác mỗi một tí là nó có cái phần trắng trắng ở trên và nó cao hơn một tí đấy. À, chẳng có cái gì khác. Còn đây là khoang hạng 2, là khoang mà mọi người hay ngồi. Cho các bạn xem thử. Đó, thì đây là một cái tàu mà tôi sẽ đi từ đây về đến phòng trọ của tôi. Thì ở ở Đức này thì phương tiện công cộng nó rất là tốt, và đặc biệt ở West End thì cái vé sinh viên của mình hàng tháng ấy nó bao gồm cả cái tiền đi các phương tiện công cộng, nên là nó miễn phí, tức là mình đi không phải mất tiền. Và thường nó vắng thế này đấy. Và mỗi một người thì người ta văn hóa ở cái vùng này, người ta ngồi một ghế, ví dụ như hai ghế này chẳng hạn, người ta ngồi một ghế ở bên này, thế nhưng mà người ta để đồ ghế bên này, có nghĩa là thì các bạn biết là các nước phương Tây người ta có điều kiện kinh tế tốt, người ta mới làm được như vậy. Trên mình đi xe khách ở Xuân Mai, Hà Đông chẳng hạn, thì có một cái ghế mà ngồi đã là tốt, còn phải chia nhau ấy. Kêu ca là tài nữa, phụ nó lại tẩn nhá. Và bây giờ các bạn thấy là tàu nó bắt đầu chạy. Cái tàu mà hôm nay tôi đi thì người ta gọi là tàu chậm. Ai mà học ở vét đen thì có cái khái niệm là tàu nhanh và tàu chậm. Tàu chậm là cái tàu mà nó đi mất khoảng 20 phút từ chỗ tôi học là Tharan. Tharan nó cũng giống như kiểu một cái thị trấn nhỏ nhỏ như Xuân Mai mình ấy, hiểu lâu nào vậy. Và cái chỗ tôi ở thì là giống như kiểu Hà Đông hoặc Hà Nội mình ấy. Thế là hàng ngày là cứ phải từ Hà Đông về đến trường nông nghiệp mình học. Xong đấy buổi chiều thì lại từ trường mình bắt tàu về Hà Đông, về Hà Nội đấy để ở. Vì là cái thị trấn đấy nó nhỏ và ở đấy nó vắng lắm, và các cái dịch vụ cửa hàng nó không tốt, nên là thường bọn tôi không ở đấy. Và cái đường tàu ấy thường thường nó nằm song song với cái đường ô tô. Thế thì cứ đi như vậy, và cái tàu chậm thì nó dừng khoảng 4-5 bến khác nhau từ chỗ tôi học về đến chỗ ở. Còn tàu nhanh thì nó không dừng, nó chỉ đi thẳng từ Tharan về Dresden. Cái thành phố tôi ở là thành phố Dresden, tên là Dresden. Và cái thị trấn mà tôi học ấy thì nó tên là Tharan, và nó nên các bạn thấy là trong mỗi một khoang các bạn thấy chỉ có mỗi tôi ngồi với một hai người thì ở trên kia. Các bạn nhìn thấy một hai người thì đầu ở nước họ phát triển nên là nhà nước người ta đầu tư tốt. Mình được cái ở Đức này thì là đi lại rất là tiện. Đấy thì khi tàu nó vào một cái bến trung chuyển ở giữa bến này bến gì tôi cũng không nhớ đâu. Đó thì người dân người ta đứng đấy người ta bắt tàu lên như vậy. Người ta đi lên tàu như thế. Bây giờ thì tàu nó đã đến cái bến chính, bến Red Den này đấy. Tôi chờ một tí để cho họ xuống trước đấy. Bởi vì là người Đức người ta thường là người ta không thích nói ầm ầm, tức khi người ta trên phương tiện công cộng người ta hay giữ yên lặng. Giờ tôi chờ họ xuống rồi tôi mới xuống, không mình nói thì người ta nó ầm ầm. Đây là cái cửa mà tôi vừa xuống, đây là cái bến tàu chính của Vest Den, main station của Vest Den thì nó như thế này. Các bạn nhìn thấy đây nó vướng cái tàu nó không nhìn được. Đây là cái đường mình vừa đi trở lại. Thì bây giờ tôi sẽ đi về, và đi về thì lại đi ra cái chỗ
để bắt xe điện, bắt tram, tiếng Anh gọi là tram, tiếng Việt mình gọi là xe điện. Thì tôi phải đi bộ một tí nữa để ra bắt cái, bắt tiếp cái tram đấy, giống như kiểu là từ mình bắt từ Hà Nội Hà Đông về Xuân Mai, xong rồi bắt xe ôm về đến trường nông nghiệp mình. Thì đây nó có các cái cổng khác nhau, ở bến chính nó có cổng cổng 14, 13 là cái cổng tàu chậm hay hay đến, và nó có chữ tên Taran đấy, tức là tàu mà nó vừa đến là gì. Và tôi sẽ đứng ở đây một lúc để cho quay cho các bạn xem cái cảnh của cái tàu chính. Đấy, cái tàu chính của Red Dead nó gồm như này, nó rất là cao và nó có nhiều các cái cổng khác nhau. Đấy, các bạn nhìn thấy nó có nhiều cái tàu đầu tàu khác nhau. Đó, mỗi một tàu nó đỗ ở một cái cổng khác nhau. Thì mình đi đâu thì mình phải phải đến đúng cái cổng mà nó có cái cờ tàu đấy. Đây các bạn sẽ nhìn thấy nó có các cái tàu đỗ ở các cái cổng khác nhau như thế. Đó, và cổng mà mình hay đi là cổng 13 và cổng 14. Bây giờ thì mình sẽ đi ra cái chỗ bắt xem. À, sẽ không nói nhiều bởi vì là sợ họ không thích, người Đức người ta không thích. Đó. Thì bên phải này là cái máy bán vé tàu, người ta đang đứng, người ta mua cái vé tàu như vậy. Và tôi thì không mua vì mình có vé sinh viên, mình sẽ đi thẳng ra chỗ bắt xem. Đây là trong cái bến tàu, trong cái bến tàu nó có cái họ đang có một buổi triển lãm gì đấy về các cái ban nhạc rock gì đó. Tôi đã không quan tâm lắm, giờ chúng ta sẽ đi ra bắt xem. Giờ thì mình sẽ đi ra cái chỗ, giờ sẽ đi ra cái chỗ bắt xem. Cái kia là cái chỗ bắt xem, mấy cái chỗ người đang ngồi ngồi là cái xe điện nó sẽ đến. À, tôi đứng xa xa ở đây để cho các bạn nhìn thấy cái cảnh xe điện nó đến như thế này. Nó có cái biển vàng vàng ở đây này, nó báo cho mình biết là cái tram đấy là tram mấy và lúc nào thì nó đến. Cái chuyến tram nó cũng giống như kiểu xe buýt nhà mình, là buýt số bao nhiêu, như buýt từ Hà Đông về Xuân Mai mình là buýt 72. Thì đây nó có tram, nó cũng phân ra thành như vậy đấy. Và người ta bên kia là bến xe buýt, còn ở bên này là bến xe điện, người ta cứ ngồi đây chờ. Tôi thì cũng sẽ phải chờ đến xem 8 nó đến thì tôi mới ra. Đây các bạn thấy là tàu 8 nó chuẩn bị đến, chỉ còn 1 phút nữa. Tí thì tôi sẽ chờ nó đến thì tôi sẽ lên. Đấy, tàu 8 phía bên kia đến, tàu của mình thì chút nữa nó sẽ đến. Tàu 8 nó đến, có số 8 ở đầu, xong rồi nó đi về hướng nào đấy. Lúc lên tàu thì tôi sẽ không nói nhiều được bởi vì là người Đức người ta không thích.
Ngay đây các bạn vừa nhìn thấy, tôi vừa đi ra từ cái chem này, bạn nhìn thấy cái chem này, chem nó đỗ ở cái bến, mỗi một cái bến nó có những cái biển vàng vàng có chữ H đấy, là bến chem. Đây là đường, đây là đường đi về cái phòng trọ mà tôi thuê ở Vestend ở, thì đây nó là trung tâm cái bến chem kia. Bến chem kia thì mỗi ngày buổi sáng thì lại sang bên kia bắt, sang cái chỗ vàng vàng đây, cái chỗ này này, ở chỗ này để bắt chem. Thế và ở bên trường cái ngay gần đây là Thiu Vestend, cái và là cái khu chính, giống như kiểu khu làm việc chính ở trường mình vậy. Còn cái ở dưới Tha An thì nó là một cái chi nhánh, một cái branch, một cái chi nhánh. Và đây nó có một cái hiệu sách tên là Thania, và cái tòa nhà đây chính là cái tòa nhà mà tôi thuê ở, tôi ở tầng 1, ở cái đây nó khuất cái hiên kia không nhìn thấy. Thì đấy là toàn bộ cái con đường từ trường về đến phòng trọ. Nó thuê, mình thuê một cái phòng ở đây, ở trong cái khối nhà này, nó giống như kiểu chung cư của nhà mình.